chương một không một bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com một cách nhau cả một thế giới v chúng tôi ngồi cùng một tổ nhưng lại cách nhau đến tận hai dãy bàn a chỉ là hai dãy bàn thôi mà tôi cứ nghĩ là cách nhau cả một thế giới đấy rất rất ít khi quay xuống nói chuyện với tụi bàn dưới thế nên để thấy mặt russ trong các tiết học là một điều khó khăn mong russ sẽ quay xuống nói chuyện nhiều hơn để tao có thể thấy mặt mày cười mỉm hai, tổ trưởng tổ Crux. Bởi, trong tổ có Crux, nên ngay từ đầu năm tôi đây đã rất tự giác xung phong làm tổ trưởng, để tiện cho việc bao che cho Crux.vv biết làm vậy là không tốt, nhưng biết làm sao, thử là các cậu xem, các cậu liệu không bao che cho Crux của mình. Làm tổ trưởng cực thấy bà nội luôn, nào là thu tiền, kiểm tra bài vở, nhắc nhở chuyện học tập của 16 đứa, riết như má tội nó vậy, vv nhưng vì Crux phải chịu đựng, phải nhìn nhục, mạnh mẽ lên, rất thấy tao hy sinh cho mày nhiều không, cảm động một chút đi. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.